thông tin mới nhất về hậu quả do bão Dambrey gây ra. Chiều ngày 6 tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến với một số tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên bị ảnh hưởng trực tiếp do bão số 12 gây ra về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 12. Tại hội nghị trực tuyến, Thủ tướng thông tin về hậu quả nặng nề do bão số 12 gây ra. Vì thế, các địa phương cần phải nêu rõ các biện pháp xử lý, ứng phó với tình hình mưa lũ hiện nay cũng như công tác khắc phục hậu quả. 61 người chết, mất tích, hàng chục ngàn ngôi nhà hư hỏng. Tại cuộc họp trực tuyến, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thông tin cơn bão số 12 là cơn bão mạnh, trong đó hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa rủi ro thiên tai tiệm cận mức thảm họa. Phạm vi ảnh hưởng của bão số 12 rộng, gây gió giật mạnh nhất cấp 12-13 và gây mưa lớn tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi từ 200-600mm. Đây là cơn bão gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh thành miền Trung, làm 46 người chết, 15 người bị thương, hơn 1.350 nhà bị sập đổ và 114.860 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Có hơn 1.280 tàu cá bị chìm, hư hỏng. Khoảng 5.300 hecta lúa, 14.850 hecta rau màu bị ngập, thiệt hại được tính đến 15 giờ chiều ngày 6 tháng 11. Tại buổi họp trực tuyến, Ban Chỉ đạo thông tin về sự cố tàu vận tải nghiêm trọng với 10 tàu, 101 thuyền viên bị chìm, hư hỏng trên khu vực phao số 0, cảng Quy Nhơn. Riêng tàu Thanh Hải 18 hiện chưa xác định được số thuyền viên. Hiện đã cứu vớt được 88 người, 8 người chết và 5 người mất tích. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai kiến nghị khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 12, tập trung lực lượng, phương tiện để tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương và hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu đối với các khu vực bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ, kiên quyết không để hộ dân nào bị đói rét. Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương, người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ sau bão để chủ động triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ kéo dài trên diện rộng. Bố trí lực lượng trực canh tại các hồ chứa xung yếu, các hồ chứa đã đầy nước. Kiên quyết sơ tán dân khỏi vùng ngập lụt và hạ du các hồ chứa khi có cảnh báo xả lũ, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng đề nghị Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương bị thiệt hại nặng nề của cơn bão số 12. Cơn bão cực kỳ nguy hiểm, hậu quả rất nặng nề. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhận định đây là cơn bão cực kỳ nguy hiểm, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4, tiệm cận mức thảm họa, đã gây ra thiệt hại rất nặng nề. Mặc dù đã được triển khai một cách quyết liệt, sơ tán dân khẩn cấp ra khỏi những khu vực nguy hiểm không an toàn. Trong tháng này sẽ còn xuất hiện một đợt áp thấp nhiệt đới nữa, vì thế các địa phương cần phải chủ động nắm bắt kịp thời. Riêng đối với sự cố tràn dầu ở Bình Định thì hiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục. Kết luận tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là cơn bão gây thiệt hại rất nặng nề, đã có 61 người chết và mất tích. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải quyết liệt, đồng bộ để dân không bị đói, sống trong cảnh màn trời chiếu đất, dân sớm trở lại cuộc sống bình thường. Đồng thời phải đảm bảo hoạt động hội nghị cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam huy động lực lượng đảm bảo điện cho dân sinh hoạt, lực lượng quân đội hỗ trợ dựng lại nhà cho những người dân, nhất là những ngôi nhà bị sập đổ hư hỏng nặng. Tập trung tìm kiếm người mất tích, đối với các địa phương tuyệt đối không được để người dân đứt bữa cơm đói. Tại hội nghị, Thủ tướng quyết định giải quyết một lượng gạo cần thiết cho các địa phương, trong đó địa phương bị thiệt hại nặng sẽ được hỗ trợ 500 tấn, địa phương nhẹ là 100 tấn, đồng thời ưu tiên cấp khoảng 1.000 tỷ đồng kinh phí cho các địa phương bị thiệt hại nặng nề là Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Còn Bộ Y tế phải giải quyết nhanh vấn đề cấp thuốc xử lý khử trùng dịch bệnh cho bà con, không để xảy ra dịch bệnh mới có thuốc. Bên cạnh đó, xuất hiện những thông tin không chính xác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân địa phương. Như sáng ngày 6 tháng 11, một tin đồn được truyền đi cho hay có 37 người dân ở thôn Lệ Cam, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa trong lúc khắc phục cơn bão số 12 trên các bè nuôi trồng thủy sản thì bị chìm bè và tử vong, thi thể trôi về thôn Tiên Du. Bà con nháo nhác hoang mang, có người còn nói rằng đã nhìn thấy thi thể. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh vội đến hiện trường theo thông tin truyền đi để chỉ đạo giới chức địa phương làm rõ. Tuy nhiên, qua xác minh thì tin đồn hơn 30 người thiệt mạng chỉ là thất thiệt. Hay tin đập ngăn nước hồ Đá Bàn bị vỡ và chợ Dinh, Ninh Hòa bị sập khiến người dân không dám bán hàng quay trở lại. Ban chỉ đạo yêu cầu các đơn vị nhanh chóng xác minh thông tin và trấn an người dân bình tĩnh, không nên tin vào các tin đồn không được kiểm chứng từ cơ quan chức năng. Đánh giá về thiệt hại do bão Dambrey, Tổng cục trưởng Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài cho rằng
Cách đây đúng 20 năm, bão Linda gây hậu quả nặng nề vì thiếu thông tin, chính quyền và người dân chủ quan di dân không kịp thời. Với bão Damrey, công tác chỉ đạo, chuẩn bị ứng phó khi được tiến hành kỹ càng, nhưng thiệt hại lớn thì khó lý giải. Theo Tổng cục trưởng Phòng chống thiên tai, cơ quan chức năng đã kêu gọi được trên 70.000 tàu cá vào nơi tránh trú an toàn và gần như không có thiệt hại. Nhưng về việc kiểm soát tổ chức neo đậu, cứu hộ, cứu nạn các tàu vận tải ở cảng Quy Nhơn, Bình Định còn nhiều bất cập, dẫn tới 10 tàu bị chìm và gặp sự cố. Thiệt hại lớn còn do phương án ứng phó của một số địa phương còn chưa sát với thực tế, nhất là việc di rời dân ở nơi không an toàn. Việc sắp xếp neo đậu tàu không hợp lý làm công tác cứu hộ gặp khó khăn. Khi có sự cố cần tổ chức cứu nạn thì không di chuyển được do không có đường ra phía biển.